Giá heo hơi hôm nay ngày 29 tháng 8, thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh trong tuần tới. Giá heo hơi hôm nay ngày 29 tháng 8 thấp nhất là 50.000 đồng mỗi kg. Huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An tiếp tục ổn định sản xuất, chăn nuôi nông nghiệp và đạt được những thành tựu quan trọng góp phần vào sự ổn định, phát triển kinh tế trong khu vực. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trung bình đạt 54.000 đồng mỗi kg. Thị trường heo hơi miền Bắc tuần này chứng kiến giá thu mua giảm nhiều nhất là 3.000 đồng mỗi kg cụ thể Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, thành phố Hà Nội, Bắc Giang và Hưng Yên giảm nhẹ một giá so với cuối tuần trước, ghi nhận giao dịch trong khoảng 54.000 đến 56.000 đồng mỗi kg. Tương tự, sau khi giảm 2.000 đồng mỗi kg, thương lái Lào Cai đang thu mua heo hơi với giá 54.000 đồng mỗi kg. Còn tại Tuyên Quang, giá thu mua giảm mạnh 3.000 đồng mỗi kg xuống còn 54.000 đồng mỗi kg, thấp nhất khu vực. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 53.000 đến 56.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 56.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 54.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 54.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 56.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 54.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 54.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 54.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 55.000 đồng mỗi kg. Hà Nam là 54.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 54.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 55.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 54.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 53.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên cao nhất là 55.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục giữ nguyên mức giá không đổi so với tuần trước. Trong đó, Bình Định chứng kiến mốc thấp nhất khu vực là 50.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, ba tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Ninh Thuận duy trì vị trí dẫn đầu khu vực với giá 55.000 đồng mỗi kg. Các địa phương khác tiếp tục thu mua heo hơi với khoảng giá từ 53.000 đồng mỗi kg đến 54.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giao động trong khoảng 50.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 54.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 54.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 54.000 đồng mỗi kg. Quảng Bình là 53.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 53.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 53.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 50.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 53.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 53.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 53.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 53.000 đồng mỗi kg. Mặc dù sản xuất nông nghiệp nói chung gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhưng lĩnh vực nông nghiệp ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An vẫn đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần vào sự ổn định, phát triển kinh tế xã hội của huyện. Nông nghiệp huyện Anh Sơn đã đạt được kết quả nổi bật, tốc độ tăng trưởng luôn đạt khá cao, 4 đến 5% mỗi năm. Nhờ vậy, quy mô sản xuất nông nghiệp tăng liên tục, giá trị sản xuất trong lĩnh vực này tiếp tục tăng tỷ trọng chăn nuôi tăng nhanh và theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng từ 35% năm 2015 lên 44% năm 2020, theo báo Nghệ An. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày càng nhiều và được mở rộng. Tỉnh tiếp tục phát triển chăn nuôi đã theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại, hợp tác liên kết với đầu ra sản phẩm, chủ động nguồn giống tại chỗ. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam thấp nhất là 51.000 đồng mỗi kg. Tại miền Nam giá heo hơi điều chỉnh tăng, giảm trái chiều từ 1.000 đồng mỗi kg đến 5.000 đồng mỗi kg. Theo đó, Kiên Giang, Đồng Nai và An Giang tăng, giảm 1.000 đồng mỗi kg trong tuần này, hiện giao dịch trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Hậu Giang, Cà Mau và Bạc Liêu cùng giảm 2.000 đồng mỗi kg xuống khoảng 51.000 đến 53.000 đồng mỗi kg. Sau khi giảm mạnh 5.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là địa phương có giá thu mua thấp nhất khu vực là 51.000 đồng mỗi kg. Các địa phương còn lại tiếp tục giữ nguyên mức giá không đổi so với tuần trước. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao động trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 52.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 51.000 đồng mỗi kg, thành phố Hồ Chí Minh là 52.000 đồng mỗi kg. Bình Dương là 52.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 52.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 53.000 đồng mỗi kg, Long An là 53.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 51.000 đồng mỗi kg, An Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 53.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 53.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 54.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 51.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 53.000 đồng mỗi kg. Tiền Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 53.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 53.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 53.000 đồng mỗi kg, Sóc Trang là 52.000 đồng mỗi kg.